Vâng, em lại xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào, lời kính chúc khỏe đến toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc. Và đặc biệt là các bác thích về cái dòng xe đua, thì ngày hôm nay em sẽ cùng với các bác đi tìm hiểu về cái chiếc xe đạp đua với thương hiệu Line, và biệt danh của nó là Cơ Trưởng. Một cái biệt danh rất là đẳng cấp mà gọi là đi đầu luôn đấy ạ. Thì trước khi đi vào chi tiết của cái chiếc xe đạp này thì em cũng xin nói qua về cách thức mua bán như là giao dịch của shop để các bác tiện tham khảo cũng là mua xe. Thì shop em ở Bắc Giang, các bác nào mà ở gần thì các bác cứ đến trực tiếp bên shop em xem xe cũng là mua xe luôn. Còn các bác nào mà ở xa thì các bác cứ yên tâm. Các bác ở đâu thì nhà em cũng ở đâu trên mọi miền Tổ quốc này thì nhà em đều ship hàng tận nhà cho các bác. Và nhà em thì luôn ship code COD. Nhận hàng thì các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng mẫu mã như trên video em quay ở đây thì các bác mới phải thanh toán, còn ngoài ra các bác không phải chịu bất cứ một cái khoản chi phí vận chuyển nào cả. Thì shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp gấp. Các bác nào mà có nhu cầu tham khảo cũng là mua xe thì các bác hãy gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại em để ở phần tiêu đề cũng như là phần mô tả, cũng như là kết bạn Zalo với em với qua số điện thoại đó thì em sẽ trực tiếp gửi hình ảnh này, các bác gọi video em sẽ quay trực tiếp xe cho các bác xem để các bác nhìn thấy xe của mình trực tiếp luôn. Thì đi vào chi tiết của chiếc xe đạp này thì em cùng các bác sẽ tìm hiểu là với một cái biệt danh, một cái đẳng cấp như thế thì nó có những cái gì mà lại đặc biệt đến như vậy, được mang một cái thương hiệu Line và được đặt một cái biệt danh là Cơ Trưởng. Ở đây thì các bác thấy tổng quan em sẽ quay một vòng cho các bác xem để các bác quan sát được kỹ nhé. Đây là phần trước của xe này. Đây là phần trước của xe. Đây là phần phía ngang của xe. Em sẽ đi hết một vòng để các bác quan sát được. Đây là bộ phận chuyển động nha các bác nhé. Đẹo nữa thì đi chi tiết thì em sẽ nói rõ hơn. Thế còn đây em đang quay để các bác nhìn thấy xe đã, tổng quan về tổng thể của chiếc xe đó, rất là đẳng cấp. Và cũng như những video trước thôi, em sẽ đi từ phía trên xuống để các bác tiện quan sát. Ở đây thì là phần tay lái các bác ạ. Đây là phần tay lái, là thiết kế là tay lái cong, hay ở trong miền Nam các bác hay gọi một cái tên quen thuộc là tay lái thuộc đấy ạ. Đó, thì cái phần tay lái này thì được làm bằng hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm mà có trọng lượng rất là nhẹ. Phần tay lái này, tay lái thì ở phần tay cầm được thiết kế là bọc một cái lớp cao su. Đấy, cao su này thì nó được làm nhám ở trên bề mặt rồi. Các bác cầm lắm nó cũng không bị cảm giác các bác cầm nó êm tay. Nó không trơn trượt khi mà các bác đạp xe vào thời tiết mùa hè nắng nóng, nó ra mồ hôi tay thì các bác yên tâm nó sẽ không bị trơn trượt. Đó. Và phần tay phanh thì được thiết kế tích hợp với cả phần củ đề đó, của hãng Shimano, một thương hiệu chuyên về phanh và củ đề rất là nổi tiếng của xe đạp đó. Được tích hợp ở trên đây luôn, rất là đa năng. Các bác có thể vừa gạt xích, líp, đĩa cùng một lúc. Đấy, các bác có thể điều chỉnh được này đó. Và kết hợp với phanh. Đấy, các bác bóp xuống đến cái phần bánh trước. Phần bánh trước ở đây thì là bánh là thiết kế dành riêng cho xe đua nên nó rất là đặc biệt này. Bánh là bánh 700x25C, thông số lốp này các bác này. Đó, thông số lốp này. Và bánh này được sản xuất ở bên Trung Quốc nha các bác nhá. Đấy, Made in China. Và vành là được làm bằng hợp kim nhôm, lan hoa là lan hoa thép kết hợp liền với cả phần trục. Phần trục ở đây là trục tháo nhanh, ở bên trong là vòng bi bạc đạn nha các bác nhé. Đó. Trục tháo nhanh này thì rất là tiện các bác đi đường trường mà có tham gia các cái giải đua ấy, thì nếu như mà có bánh nó gặp sự cố các bác thay rất là nhanh. Đó. Nó trục này có thể các bác mở ra thì các bác thay được luôn. Đó, đây. Còn các bác đóng nó xuống. Rất là chắc chắn. Phần lốp thì là sử dụng dành thiết kế dành cho xe đua nên là nó có kích thước nhỏ để tăng cái độ lướt và phần nhám, thế nó có vừa phải thôi. Đấy, nó có độ lướt rất là nhanh trên đường trường.
những cái bác đạp phê lắm. Đó. Sang đến cái phần phanh thì phanh sử dụng là phanh cơ bóp vành. Đó. Thì phanh cơ bóp vành này là thông thường các cái dòng xe đạp đua thì hay sử dụng. Đó. Phần van ở đây là sử dụng là van xe đạp truyền thống. Thì cái van xe đạp này thì các bác có thể điều chỉnh được cái lượng hơi ở bên trong. Nếu nó lon quá thì các bác bổ sung hơi vào cho em, các bác bơm hơi vào. Nếu mà căng quá thì các bác xả bớt hơi đi cho em. Bởi vì là cái lượng hơi ở bên trong nó phải là vừa phải. Nếu căng quá các bác đi sẽ bị sóc. Chứ còn nó mà lon quá các bác đi nó sẽ bị ảnh hưởng đến phần xăm, gây rách xăm, dập xăm. Xe bánh xe sẽ không hoạt động nữa. Đó. Sang đến cái phần khung xe. Phần khung xe thì với mang cái thương hiệu Lai mà lại được đặt một cái biệt danh là cơ trưởng, thì nó có một cái bộ khung được thiết kế là toàn bộ là khung carbon nha các bác nhé. Khung carbon trọng lượng nó rất là nhẹ. Đâu đó cái trọng lượng, đây em nhấc một tay lên, đâu đó nó chỉ rơi vào tầm 9-10 cân thôi các bác. Rất là nhẹ, một tay em có thể lâng lên rồi. Thiết kế khung là khung carbon. Trên này thì được làm ánh tím. Được làm ánh tím này. Trên đây thì có một cái đây là cái biệt danh của nó này, cũng như là cái mã của nó luôn, Captain. Đó. Và được in chìm một dòng chữ Line, thương hiệu của xe. Trên khung thì có phần giá này. Trên khung được thiết kế là cái giá đựng bình nước, cũng như bình nước. Đó. Ở đây thì đi theo xe thì nó không có giá đựng bình nước cũng như là bình nước. Nhưng mà các bác yên tâm, các bác mà mua xe bên shop em thì các bác cứ yên tâm đi, nhà em sẽ có những cái chế độ quà tặng cũng như là bảo hành xe rất là đặc biệt dành cho các bác. Ở phần khung này thì cái phần dây phanh cũng như là dây củ đề nó được đi ngầm ở bên trong hết nha các bác nhé. Đi âm ở bên trong phần khung xe này. Nó đi nó không bị vướng. Các bác đạp xe với tốc độ cao không bị vướng một cái gì cả. Hãy đi ngầm qua đây ra phần bánh sau. Ở phần cọc yên, cọc yên thì được làm hợp kim nhôm. Khung yên thì làm bằng thép. Đó, bên trên yên thì được làm bên trong lớp đệm, bên ngoài bọc da. Đấy, da cao cấp luôn các bác. Đây, các bác nhìn thấy đây. Đó, các bác đạp xe nó sẽ không bị đau mông nhé. Ở đây thì có cái phần điều chỉnh ở đây có cái phần điều chỉnh độ cao thấp của cái yên này tùy thuộc vào cái độ dài chân của các bác. Và sang đến cái phần bánh sau thì bánh sau thiết kế nó cũng như bánh trước thôi, nó không có gì là khác cả. Nhưng ở đây thì em cũng giới thiệu với các bác luôn là cái phần bánh của nó thiết kế là bánh 700x25C, thì là dành cho các bác với chiều cao từ 1m65 trở lên. Các bác đạp xe này nó rất là vừa nhé. Đó. Phanh vẫn sử dụng là phanh cơ bóp vành này. Trục sau cũng là trục tháo nhanh. Và đến cái phần trục ở đây thì các bác thấy này, phần trục thì được thiết kế là bên trong là trục là vòng bi bạc đạn, đùi đĩa của hãng Powell, một cái thương hiệu đùi đĩa cũng rất là nổi tiếng. Sang đến cái phần bộ phận chuyển động. Đó, bộ phận chuyển động ở đây thì bộ phận chuyển động của nó thì gồm có hai đĩa và líp, thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líp. Đó, 2 đĩa và 11 líp đủ các chế độ để các bác đạp ở đường trường các bác nhé. Thoải mái luôn. Phần củ đề gạt líp ở đây là của hãng Shimano 150 này. Đó, thiết kế ở trên cái siêu phẩm này. Đó. Các bác cùng em test cái phần bộ phận chuyển động của xe nhé. Đây em quay đúng một vòng cho các bác xem này. Đấy, một vòng nhá. Đó, các bác nghe thấy không ạ? Rất là sướng tai luôn. Đây là cái trục là trục lổ nha các bác nhá. Đó, trục lổ. Chỉ cần một vòng thôi nhưng các bác thấy là nó có thể quay được rất là nhiều vòng bánh xe rồi. Tại sao người ta lại thiết kế một cái trục lổ ở phía sau bánh xe này trên cái bộ phận chuyển động của cái siêu phẩm này mang thương hiệu Line mà nó lại đặt một cái biệt danh là cơ trưởng? Bởi vì cái trục lổ này thì nó khi mà nó vận hành ấy, nó có một cái tốc độ rất là cao, rất là nhanh mà nghe nó rất là vui tai này các bác này. Đó. Nó tích hợp để nó tăng cái tốc độ của cái siêu phẩm này lên. Đó thì vừa bánh hai cái phần bánh này được thiết kế là gần nhau như các bác nhé.
và cái tư thế ngồi luôn luôn là các bác có độ cúi yên ít nhất phải cao từ vừa bằng cái phần tay lái hoặc là cao hơn, để tạo làm một cái dáng khi mà đạp xe các bác là cái độ lướt cũng như là cái độ cản gió thấp nhất để tăng cái tốc độ khi mà các bác đạp xe đi đó. Thì đó, em xin nhắc lại nha, là em các bác cùng với em là đi tìm hiểu về cái siêu phẩm mang thương hiệu Line, được đặc biệt danh là cơ trưởng với màu xanh ánh tím đó. Thì những cái gì nó nổi bật cũng như là nó gọi là một cái gì đấy nó rất là đặc biệt rồi thì em cũng giới thiệu với các bác cũng như là tìm hiểu cùng các bác rồi đó. Thì các bác mà mua xe bên shop em nhé, em xin nhắc lại là shop em là shop chuyên cung cấp các dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu tham khảo cũng là mua xe, các bác hãy gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại em để phần tiêu đề cũng là phần mô tả, thì bên em sẽ có em là chủ shop, em sẽ trực tiếp nghe máy tư vấn cũng như là báo giá này. Các bác kết bạn Zalo qua số điện thoại đó, em sẽ gửi hình ảnh, các bác gọi video em sẽ quay trực tiếp xe cho các bác xem luôn đó. Thì các bác mà yêu thích cũng như là có nhu cầu muốn sở hữu cái em siêu phẩm cơ trưởng này của thương hiệu Line này thì các bác hãy alo với em thì có thể là thương lượng đó. Các bác thấy cũng rất là đẹp, tuyệt đỉnh luôn đó. Thì trong cái video này em mới các bác cũng cùng đi tìm hiểu rồi. Video của em xin được kết thúc tại đây. Các bác nào mà quan tâm thì hãy bình luận xuống phía dưới video đó. Để lại cho em những cái bình luận về cái siêu phẩm này. Xin chào và gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những cái siêu phẩm đẳng cấp. Xin chào các bác.